em xin chào các bác nhé. Đây là một chiếc xe Subaru. Thì một chiếc xe này nay qua Autoba Sanabin để nâng cấp sản phẩm bi gầm, đó là X3 Pro, đến từ thương hiệu 365 Group. Thì đầu tiên em giới thiệu về đèn gầm thì các bác nhìn thấy đây là đèn cốt ở trên. Đèn cốt ở trên có bi rồi và có cả chế độ liếc đánh lái vô lăng. Một số bác là cũng đã qua bên em để nâng cấp cặp bi cốt này. Tuy nhiên thì bác chủ xe này chỉ cần nâng cấp đèn gầm thôi. Đấy, nguyên bản đèn gầm đã có rồi, tròn nên chúng ta lắp zin không cần phải chế, không cần phải chế nhiều các bác nhá. Đơn giản thời gian thi công nó rơi vào tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là xong thôi. Bi gầm X3 Pro này có công suất cốt là bao nhiêu? 40W, rất là kinh khủng các bác nhá, 40W. Ở chế độ pha nó là 55W, có pha giả lập. Nhiệt độ màu nó là 4300. Thì dòng bi này có bi là 3000, 4300 và có cả bi là 5500. Thì em mời các bác xem độ sáng chiếu trên bảng như thế nào nhá. Đây các bác nhìn thấy này, độ sáng này. Đấy, rất là kinh khủng, độ sáng của dòng bi này. Đấy, rất là kinh khủng. Có hai chế độ, đây là chế độ cốt, em sẽ cho các bác xem cả chế độ pha. Và cái điểm đặc biệt các bác yên tâm đây này. Bật pha cho anh nào. Đấy, bây giờ em cho các bác xem chế độ pha. Pha có giả lập laser. Đấy, hai dây laser này, bác thấy chưa? Đấy, một điểm yên tâm nữa để cốt nào. Ok, yên tâm nữa này. Rất thấp, không gây chói mắt cho người đi đối diện nên các bác hoàn toàn đăng kiểm được dòng bi này, đăng kiểm bình thường. Ok các bác nhé. Thì các bác quan tâm sản phẩm bi gầm X3 Pro, bình luận bên dưới team Auto365 sẽ liên hệ để tư vấn. Em xin kính chào các bác.